Ok, hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh tập xây mình nhá. Hôm nay chia sẻ anh em kỹ năng ốp được cái loại gạch này. Gạch gạch ốp chân tường 12 phân. À, cao 12 phân và dài của nó là đây. Dài của nó là 1m2 anh em nhé. 1m15 phân. Anh em nào mới qua kênh mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đăng ký kênh anh em nhá. Trước khi hoàn thiện anh em nhớ để chân tường nó cao như thế này anh em ạ. 4-5 đường mà anh em đừng để có 3 đường sau khi mình ốp lát mình ốp nó tốt chát nó thấp quá thì sau này mình đục được nhé. Lúc mình chát đấy mình để nó thấp quá 3 đường nó thấp quá thì mình đục được toàn bộ cái tường này. Bớt anh em cứ để cho tay 5 đường này, anh em để 3 đường sau này ốp đi được rồi, mất cái được không được rồi này. À, anh em nhớ để ba đường đó, để ba đường gạch đấy, chát để ba đường gạch này. Anh em mình thấp này, đấy mà gạch 12 đấy anh em. Anh em cứ để 4-5 đường vào nha, đừng tiếc cái công vá giáp nai nha, công vá giáp nai nó còn nhẹ nhàng hơn anh em mới đi đục lẽo nha. Anh em mình đục lẽo. Và đặt bụi đồ và bất nắp cảnh đục lẽo anh biết thì anh em biết được bất là ca sĩ là thợ giỏi đi đục lòng này. Ra đọc chúc anh em xem video vui vẻ nhá, anh em xem video nhá.